làm giảm tóc bạc sớm thì nó cũng có cái cách của nó, và con chừng chừng khoảng 45 48 tuổi đến 50 tuổi chúng ta ăn dần những cái này là nó làm giảm tóc bạc sớm nha bà con. Bởi vì bà con cũng biết rồi, tóc nó bạc sớm là nó theo lão hóa, tóc bạc sớm là theo thì lão hóa của cơ thể con người. 55 tuổi là bắt đầu nó phai bạc, nó còn sơ xích trên dưới đó. Nhưng mà chúng ta ăn chừng 50 tuổi chúng ta ăn dần đi, 50 42 43 45 nó không bạc, mà nó có bạc nữa. Giờ trời, ta ra tìm tóc, ta làm bụp cái xong gì đâu, đúng không? Chúng ta làm như lại xong liền. Nhưng mà bây giờ là tóc bạc sớm thì chúng ta ngăn ngừa nó bằng cách chúng ta ăn thịt bò nè, thịt gà nè, thịt heo nè. Thịt heo là thịt lợn đó nha bà con, thịt heo là thịt lợn đó, không đó. Rồi cá ngừ nè, cá hồi nè, hàu nè, trứng nè, đó là nó ngăn ngừa được. Trứng thì nó gồm có trứng gà, trứng vịt, trứng cút, sữa tươi, sữa chua, phô mai, bông cải xanh. Đậu thì có đậu xanh, đậu nành, đậu đỏ. Quá tốt chưa, tốt chưa đó. Cho nên vậy là nó ngăn ngừa được cho chúng ta ha bà con ha. Đó, còn bây giờ nếu như vậy thì chúng ta ăn dần đi, 47 48 tuổi chúng ta ăn dần là được cái gì đâu. Chúng ta ăn dần những cái này nè, thịt bò, thịt gà, thịt heo là thịt lợn ha, thịt lợn, cá ngừ, cá hồi, hàu, trứng. Trứng là trứng gà, trứng vịt, trứng cút, sữa tươi, sữa chua, phô mai, bông cải xanh, đậu xanh, đậu xanh, đậu nành, đậu đỏ. Thì lúc mà ta ăn thế này, lúc ta ăn thứ kia cho mới ăn cùng một lúc đó nha bà con. Ngày này ăn này, ngày kia ăn cái kia thì nó không đơn giản bà con ha. Vậy chúng ta ngăn ngừa được tóc bạc sớm rồi. Xin chào bà con, chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp nào.